Vào ngày 18 tháng 1, Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thông tin nhanh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai tài xế giành khách đánh người khác ở Phú Quốc. Hai bị can bị khởi tố là Nguyễn Văn Tèo, cụ tỉnh An Giang và Trần Trí Hiếu ở tỉnh Kiên Giang. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày 8 tháng 1, tài xế Nguyễn Văn Tèo, sinh năm 1993, lái xe taxi đậu trên đường Trần Hưng Đạo, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, thì thấy có khách nước ngoài có nhu cầu đi xe, tèo đến mời khách. Tuy nhiên ngay sau đó, Trần Hoài Nghĩa là tài xế taxi cũng đến mời khách nên giữa hai tài xế xảy ra cự cãi. Sau đó, Nghĩa chở người khách nước ngoài đi, khoảng 30 phút sau, tài xế Nghĩa quay lại thì bị Tèo và Trần Trí Hiếu, sinh năm 1998 cùng xông vào đánh. Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh can ngăn theo lãnh đạo công an thành phố phú quốc việc khởi tố bắt tạm giam tèo và hiếu vì cả hai gây rối trật tự công cộng giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực tạo hình ảnh xấu đối với khách du lịch